Thì vẽ gì kỳ dưới nhà, vẽ lại đi. Tao vẽ đẹp với buồn chê nữa. Công tao quay nãy giờ mà hai bay số gì đó. Gọi cái camera nó bị gì luôn mày. Mày quay nãy giờ mà mày hỏi tao. Ủa sớm hết được rồi. Công nhận camera anh Phúc xịn thấy ghê luôn. Thấy bộ đồ lộng trong bên trong luôn kìa. Coi nè các bạn, nắp niết đồ mất tiêu hết trơn rồi. Băng keo dán tùm lum nữa chứ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Sao bữa giờ mấy đứa có đọc comment của mấy bạn fan không? Có chứ, sao không anh Phú, đọc từng ngày xem từng giờ luôn á. Mấy bạn nói như vậy nè, mấy anh em mình á, mùa dịch hạn chế đi ra ngoài, tập trung quay những clip tại nhà, mấy đứa thấy hợp lý không? Mấy bạn nói đúng rồi đó anh Phú. Dịch này mấy anh em mình không có đi đâu được đó. Mình đọc comment thấy mấy bạn yêu cầu mấy anh em mình làm clip trang trí điện thoại nè, trang trí giày dép nè. Mà giờ mấy anh em mình làm sẽ bị mấy bạn anti fan nói bắt trước, cho nên mấy anh em mình sẽ không làm đâu nha các bạn. Mày cũng chịu khó đọc comment quá ha. Em gánh gói là đọc liền. Ý tưởng thì còn rất là nhiều nha các bạn. Quan trọng là cái ý tưởng đó có mang lại được cái sự giải trí cũng như tiếng cười cho người xem hay không. Mấy đứa tập trung theo anh lại đây. Đây mấy đứa thấy gì không? Có thấy gì đâu anh Phú. Đóng cát như vậy mà mấy đứa nói không thấy gì. Rất nhiều bạn yêu cầu mấy anh em mình làm clip vẽ tranh rồi nè. Nhưng mà hiện tại dịch á, đâu có thể nào mấy anh em mình đi ra ngoài mua dụng cụ như là bút, viết, màu này nọ các cái để vẽ tranh được đúng không? Dạ. Bây giờ để hiện thực một chút xíu, mấy anh em mình sẽ tạo hình trên cát. Nó đẳng cấp hơn là vẽ tranh nữa. Tạo hình trên cát là một môn nghệ thuật cực kỳ khó, mấy đứa hiểu ý anh không? Hiểu. Hiểu sao nói anh nghe coi. À em hiểu rồi. Chắc chắn là phải dạ bằng chân xuống này có bằng chân. Dạ bằng tay xuống thì có bàn tay. Thôi mày bớt tào lao mày đẳng ơi, dễ gì ai không làm được. Mày làm như đúng rồi vậy á. Thành lát nó đúng rồi đó, không hề đơn giản đâu nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ chỉ sử dụng, mỗi đội sẽ sử dụng móc thịt cho mấy đứa coi. Hai cái ống hút thôi. Ống hút làm gì anh không? Để tạo hình nhân vật trên cát. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là tạo hình hai nhân vật anh em nhà Doraemon và Doremi. Dễ đúng không? Dễ. Nhìn hình rồi vẽ trên cát quá là đơn giản nha các bạn. Chưa chắc mày khó là chỗ cái ống hút nè, có một cái ống hút sao mà làm. Nếu mà đơn giản như vậy thì anh đâu gọi là thử thách khó cho mấy đứa làm nữa. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hai ống hút mà còn phải tự mường tượng, định hình cũng như là mấy đứa phải lấy trong cái tiềm thức mấy đứa suy nghĩ và làm ra được cái đó mới hay. Chứ mà nhìn hình làm thì đâu gọi là hay nữa đúng không? Bây giờ chơi đội trước đi. Yêu đuối, bài yêu đuối đi. Tiếp tục hả? Bằng yêu đuối đi. Hai thanh niên kia hợp tác được không? Được. Mỗi đội sẽ có một cái ống hút. Cảm ơn anh Phú. Chỉ cần phát hiện đội nào có trợ giúp của dụng cụ hay đạo cụ nào tạo hình nào đó thì đội đó sẽ bị loại ngay lập tức. Và mấy đứa né ra đi, anh chia ra. Bây giờ chia làm đôi nha. Dạ. Hai đội chọn phần sân của mình đi. Vào đây không rồi. Ai chọn Doraemon? Ai tay nhiều hơn người đó lấy thôi. Ai chọn Doremi? Bắt cá hai tay luôn thật. Thôi bây giờ tù xì đi, người nào thắng được quyền chọn trước. Tao phải gái hơn, tao chọn Doremi. Bắt đầu làm luôn. Gương két. Có quy định thời gian không vậy anh Phú? Thời gian của mấy đứa làm thoải mái, làm từ ngày này sang ngày nọ cũng được. Con Doremi làm sao mày? Thì giống Shizuka vậy đó, thì nó cũng là hiệu là con gái thôi. Mày nói chuyện gì quèo vốn mày? Dễ mà, mày tưởng tượng thằng Doraemon đi. Nó là sao thì mày biến tấu lại một chút là thành Doraemi rồi. Chưa hiểu lắm mày ơi. Tao nhớ không làm là Doraemi là có tay, Doraemon không có tay phải không mày? Mày chọn cho đã vô giờ mày hỏi tao. Ok, mày làm đi, tao chỉ cho tao mày làm cái đó. Đây, xong cái đầu rồi nha. Để vẽ mặt cho nè. Nó tao vẽ cho mày ơi. Tao vẽ cho, tao vẽ tao đẹp mà, tao vẽ đẹp mà. Tao vẽ là như gồng bay phụ múa, mày cứ tin tưởng tao. Đầu tiên là đôi mi là có hàng mắt nè, cái mũi, cái miệng, hai cọng râu hai bên, đẹp chưa? Mày xong hả? Xong rồi. Rồi hai đầu tay nữa, rồi hai đầu tay hai bên, xong rồi, đẹp chưa? Giống rồi đó. Very good, tới một chuyện luôn Thành. Mày dễ xong tao tưởng quỷ luôn á Thành, không phải Doraemon luôn á. Thì con Doraemon đâu phải là con người đâu mày. Tao còn biết một điểm khác của Doraemon nữa nè. Điểm gì mày? Con Doraemon phần trước ngực nó sẽ nhô lên, còn Doraemon là không có. Ok. Gắng 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 làm cho đẹp lên nha mày. Tao đang làm nè. Đẹp chưa, đẹp chưa? Trời ơi. Công nhận ba làm đẹp phải luôn.
Tao lại hàng bay, đừng có lôi tao vô. Con đó là Doraemon của tụi bay hả? Làm nghiêm túc là đi hai ba. Mày đúng gà luôn nhá. Vậy rồi mày chưa coi Doraemon chế rồi. Ê, thường thường tao nhớ Doraemon là con mèo phải không mày? Đúng rồi. Để tao làm mấy cái móng kìa. 5 cái đó. Ủa vậy cái phần dưới này là cái gì vậy? Con mèo phải có đuôi chứ. Doraemon chế là phải có đầu ba giá. Ba chùm tóc đẹp quá. Mày chưa đắp cái chân Doraemon kìa, để tao đắp giùm cho. Ủa mày đợi ai nhỉ? Lộn. Hình như là con Doraemon cái đầu nó bự hơn cái mình phải không mày? Hình như vậy mày ơi. Để tao làm cái mình cho. Con Doraemon có tay nặng, làm cái tay nặng. Cái tay hay cái tay? Cái tay. Tay hay tay? Tay. Y ngắn hay y dài? Cái thằng này y nặng hay y đây? Y nhiều hay y ít? Doraemon bụng bự lắm nha, nhã làm sao làm nha. Vậy thì tao sẽ chế cho nó một cái bụng 6 múi để đi cua gái. Đúng đó nhã, phải sáng tạo luôn mới có điểm cao. Sáng tạo vừa thôi ba, sáng tạo quá không có điểm luôn đó. Làm lẹ đi bay, mưa sắp tới rồi kìa. Ừ, nói mưa tao mới nhớ, dù chế vừa rớt. Sao sáng đã chọn vị trí hợp lý với trời. Nguyên cái quài vừa trên đầu tao luôn kìa bay. Mày nằm mày canh đi, có gì rớt thì mày nhổng đầu vậy mày chạy. Đừng nào nó cố liền như mày. Chỗ đó quay đang làm là cái chỗ vừa rớt á. Bữa hổm nhém nữa lại vừa cho mỏ nha các bạn. Sao bữa hổm nó không rớt thẳng cho mỏ mày đừng đi. Để cho mày bớt nói lại. Ê, gì mày? Có cái đống két này của bộ làm thứ khách bật xa là ngon lúa à. Vậy bữa nào Kim Phú làm đi. Ừ, bữa nào Kim Phú làm. Bật xa hả? Là nghề của tao. Tao bật xa là siêu cấp lắm á. Cho nên ông thầy cũng biết sợ tao nè. Mỗi lần tao bật là ông sợ tao à. Sợ sao ông Thành? Tao không hiểu sao mà tao bật không đạt, ông cũng do tao lên lớp nữa. Bá đạo vậy mày. A few moments later. Làm gì Thành? Tao đang làm body 6 múi cho Doraemi nè. Doraemi lực sĩ nè. Bữa hổm cái thử thách người cuối cùng chôn trong cát này thua bực mình thì chứ các bạn. Có ở đâu bực mày? Thấy cát thì mát lắm nhưng mà chôn trong cát thì hơi khó chịu nha các bạn. Trong video đó tao thấy có một bạn comment vậy nè. Comment như mày? Mấy bạn yêu cầu mấy anh em làm thử thách người cuối cùng ở lại lớp nhiều nhất. Rồi, cái này là thằng Đảng thắng chắc rồi. Mày lo mày kìa Thành. Gì mày? Tao sao? Mày năm nay khỏi mua sách đi. Sao vậy? Thì mày ở lại lớp mà lấy sách cũ học, khỏi mua sách mới. Mày mơ hả mày? Tao lên lớp rồi ba ơi. Ơ bay, nãy giờ tao thấy tụi bay làm càng ngày càng giống con rùa hơn á. Chứ không có giống con Doraemon. Tức cái mình được chứ, làm lại đi. Tính sao rồi? Chơi đó. Bà già mày thằng nào á? Đội em đang làm gì nhỉ? Đội em đang làm chiến binh Doraemon 2022 nè anh Phúc. Trời ơi trời. Chưa vẽ mặt nữa đó. Hai bên là gì đây? Hít thở đôi. Hít thở đôi đúng rồi. Rồi sao? Ai súng đó anh Phúc? Ai súng gì? Súng này sắp ra anh Phúc ơi. Còn hai cái kia? Hai cái kia là sừng trâu anh Phúc. Doraemon có sừng trâu luôn? Có. Sao mối luôn nè anh Phúc? Chứ đuôi khủng long nữa. Còn này? Đuôi khủng long. Giống đuôi thằng lằn hơn thì có. Thôi tập trung làm đi nha, không có thời gian, mưa tới rồi kìa. Ok anh Phúc luôn. Thật kiếp à. Kiếp à. Mày làm gì nữa Thành? Thì con gái phải có ngực. Mày nói anh Thành rồi mày làm gì Đặng? Thì đang làm sừng của quỷ già so nè mày. Two hours later. Làm gì Thành? Ơ! À, gì vậy? Quẩy làm gãy luôn cái tay Doraemon người ta hả mày? Đâu? Mày mới là thằng phá ghẻ. Mày con. Wow. Làm lại nữa mấy bạn, quỷ thật này. Xa xa ra để thấy cái cảnh tao đang làm rồi mày. Quay cận cảnh nó mới thấy đẹp chứ mày. Nhưng mà mày quay xa để thấy tao chứ mày. Mặt mày xấu quá. À,
ai đâu mà thèm nhìn. Thì mày quay xa đi. Nghe thì tao quay xa đi. Để mấy bạn nói có người làm giùm nữa. Thì vẽ gì kỳ dưới nhà. Vẽ lại đi. Tao vẽ đẹp với quần chê nữa. Công tao quay nãy giờ mà 2-3 số vậy đó. Gọi cái camera nó bị gì luôn mà mày. Mày quay nãy giờ mà mày hỏi tao. Ui sớm hết được rồi. Công nhận camera anh Phúc xịn thấy ghê luôn. Thấy bộ đồ lộng trong bên trong luôn kìa. Coi nè các bạn, nắp niết đồ mất tiêu hết trơn rồi. Băng keo dán tùm lum nữa chứ. Trời ơi, camera rớt nước có 8 lần chứ mày. Ê, với 1 lần rớt vô đống lửa nữa mày. Cái tội quay tận cảnh con cá nó đứng trong lửa các bạn. Hình như lúc đó nó rớt vô xong mày lấy nước mày tạt vô đúng không? Chứ sao mày cho nó tắt lửa rồi lấy camera ra chứ. Nhưng mà tao cũng không có ngờ lúc tạt nước vô là camera nó tắm luôn. Mày khôn thấy ghê luôn vậy, tránh được lửa mà nước vô cũng hư à. Bởi vậy camera hư là tao hiểu làm sao rồi đó. Lòi ruột lòi phèo kiểu này nè. Thông cảm đi mày ơi, dịch không có quảng cáo quảng kiết vậy đó. Bởi vậy đâu có tiền đâu mua camera mới. Có nhiều xài nhiều đỡ đi. Xài gì hư luôn rồi nè, có ấn được gì đâu. Tắt nguồn rồi các bạn. Vậy là con đỡ rồi đó mày. Bữa hôm không có camera anh Phú lấy live cam Phú quay luôn kìa. Người ta là live cam dùng để bay lên trời mà anh lấy anh quay phim luôn các bạn. Tao xong chưa mấy đứa? Yeah. Wow, sao đẹp dữ vậy? Wow, rất là cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Ai đây? Doremi. Phải Doremi không? Có bạn nào nhận ra Doremi đi không các bạn? Wow. Còn bên này? Doremi. Wow, ai cũng đẹp hết không biết phải chấm điểm sao cho công bằng đây các bạn. Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mấy anh em mình mới làm được con Doremon này nha các bạn. Phải chi có đầy đủ dụng cụ thì tốt quá, anh muốn cho mỗi cái ống hút à. Hồi nãy gần làm xong Doremon, tự nhiên thật ghẻ ngồi lên cái đầu ghế hư luôn. Rồi mới làm lại luôn. Đứa nào làm đầu Doremi đây? Em đó anh Phúc. Ghê ta. Cặp mắt nhìn có vẻ giống như nó đơ đơ sao đặng ha. Cái bộ phận mắt mũi này làm cả tiếng luôn anh Phúc. Thực chất tạo hình trên cát này cũng không phải dễ đâu nha các bạn. Làm được như vậy là quá xuất sắc rồi. Còn bây giờ là phần quan trọng, đó chính là phần chấm điểm. Hơi bị khó khăn nha các bạn. Về kỹ năng tạo hình thì có vẻ như hai đội của chúng ta tương đồng nhau đó. Về đường nét thì anh có thể nói là con Doraemon này sắc sảo và thấy thực hơn. Yeah. Con của đội em cũng giống mà anh Vô. Giống nhưng mà chỉ giống tầm 90% thôi. Còn ở đây làm phải nói là rất là sắc sảo luôn nha các bạn. Giống tới 99%. Cho nên đội thắng cuộc ngày hôm nay đó chính là đội của Hòa Thượng Nhã Ngáo và Thật Ghẻ. Một lần nữa xin chúc mừng đội của em. Và nếu bạn fan nào cảm thấy mình chấm sai và thiếu công bằng thì các bạn hãy comment phía dưới. Sao mấy đứa thấy thử thách này khó không? Khó. Làm cái này là phải sự tỉ mỉ anh Vũ. Chính xác. Vừa làm xong cái Thật Ghẻ ngồi lên hư cái đầu phải làm lại. Mất thời gian lắm đúng không? Dạ. Còn đội bên em? Còn đội bên em hơi tiếng một tí là tụi em làm gần giống rồi. Nhưng mà có điều là khuôn mặt nó khó vẽ quá anh Phú ơi. Mình chấm điểm ở đây là trên phương diện của mình. Còn nếu các bạn muốn chấm điểm thì các bạn hãy comment phía dưới. Mình sẽ theo số đông và sẽ trao lại giải thưởng này nếu mà các bạn cho là đội của Thành Lát và Đẳng Cấp thắng cuộc trong cái trò chơi này. Còn bây giờ là phần trao giải đối với team mình. Đó là 1 triệu. Tuy nhiên thấy mấy đứa kệ công dầm mưa các bạn. Nãy giờ mưa. Tự nhiên mưa xong nó nắng lại. Chứ không mấy nay mình không có che cái này chi đâu. Thì hồi sáng anh có nói là giải thưởng 1 triệu đúng không? Nhưng mà thấy cực quá, thấy mấy em tội quá. Cho nên mình sẽ thưởng cho mấy em 1 triệu rưỡi luôn. Cảm ơn chú anh Phú. Chị ba đủ nha. Dạ. Còn 500 ngàn này là phần thưởng khuyến khích tinh thần của hai người. Đó chính là Đẳng Cấp và Thành Lát. Cảm ơn anh Phú. Thôi mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Đồng thời bạn subscribe bên phải để quay kim cương ngoài DeFi luôn quân uy tín chất lượng cho ghẻ nha. Quay càng nhìn nó hú càng cao nha các bạn. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye.